Đây tôi mua cái gói hàng ở trên Sen Đỏ. Đây là mua gói hàng này 187.000, gồm có 3 thứ. Đây là một nhông T8F, một nhông lớn, một nhông bé và một chiếc xích. Xích 126 mắt. Nhông nhỏ là 11 răng và nhông lớn là 44 răng. Để đóng gói nhé. Đây, xích sục sặc bên trong Sen Đỏ. Rồi tôi mở ra xem nhé, xem có đúng là như vậy không. Đóng gói thì cuốn băng dính không được đẹp lắm. Mở ra xem bên trong có đúng là ba thứ này không nhá. Vừa nhận vừa trả tiền rồi ship hàng. Hàng này là được gửi trên trang thương mại điện tử, mua trang mặt thương mại điện tử, nhưng mà cái shop bán là ở Vũ Thư Thái Bình. Rồi. Đây là một chiếc nhông lớn 44 mắt này, xem nào. 1 2 3 4 5 1 2 3 đánh dấu vào để đếm. Chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, hai bốn, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi, ba mốt, ba hai, ba ba, ba bốn, ba năm, ba sáu, ba bảy, ba tám, ba chín, bốn mươi, bốn mốt, bốn hai, bốn ba, bốn bốn, bốn mươi bốn răng, đúng rồi. Đây, nhông nhỏ. Nhông nhỏ là 10, người ta bảo 10 mình 11. T8F 11 răng, 1, 2, và 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 răng. Này 100, đặt hàng là 126 mắt. Không biết cái này là bao nhiêu. Không đề là bao nhiêu răng, không đề bao nhiêu mắt. Đếm xem có khóa xích không. Không có khóa xích này, không có khóa xích. Không khóa. Bước sang là đúng đúng T8F này rồi. Không có khóa. Xem nào. Thank you.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100. Đúng 126 mắt. Ổn quá, ngoài kia tiếng xe không động là đang